ta? Tại nó không hết mụn. Bây giờ chị cái quạt với nè. Dạ. Lên túi này. Ngày nó chạy xe nhiều lắm. Em lao dữ sợ.
À, đăng ký bảo hiểm viện mát đi. Em là em bảo hiểm y tế ở quê. Không, ý là để ở đây chứ. Dạ, nhưng mà vẫn được hưởng 80%. Ý là em mua bảo hiểm ở đâu? Ý là giờ trừ cho nó em đẻ em phải đăng ký bệnh viện chứ, bảo hiểm nó đâu ăn thua. Em đẻ bệnh viện nó là có cái nó mấy chục triệu đó, nhưng mà nó lại có